Muốn lấy cỏ liền thì vẫn có hàng hàng rất là đẹp nha quý anh chị. Đây đang bứng ra cho khách nè. Đây, cỏ rất là dày và xanh luôn đó quý anh chị. À, khổ này là khổ 50 nha quý anh chị, thì hai cụ này sẽ mình sẽ vô là được 1 mét vuông. À. Rồi, hello, xin chào cả nhà. Chào mừng cả nhà đã trở lại với cơ sở Hoa Kiển Hùng Thi. Thì hôm nay Hoa Kiển Hùng Thi đang trồng cỏ để chuẩn bị giao cung cấp dịp Tết cho cả nhà nha, cả nhà ơi. Đó, thì quý anh chị ơi, đang chuẩn bị trồng cỏ để kịp giao Tết cho quý anh chị đây. Thì quý anh chị nào cần cỏ nhung thì hiện tại tụi em cũng còn một lô cỏ là 7.000 mét vuông nha quý anh chị. Đó, cỏ rất là dày luôn. Này, tụi em đang nhân giống rồi nè. Đang trồng để mà... kịp cung ứng nguồn cho cả nhà dịp Tết nha cả nhà ơi. Thì mình muốn mua hàng ngay bây giờ thì bên em cũng có luôn nha, để em giới thiệu cho cả nhà. Thì cái cỏ nhung ngay bây giờ mà cả nhà muốn cung cấp thì em vẫn có cho mình luôn nha. Đó, thì hãy theo chân tụi em ha. Đây, hiện tại thì cả nhà muốn lấy cỏ liền thì vẫn có hàng hàng rất là đẹp nha quý anh chị. Đây, đang bứng ra cho khách nè. Đây, cỏ rất là dày và xanh luôn đó quý anh chị. À, khổ này là khổ 50 nha quý anh chị, thì hai cụ này sẽ mình sẽ vô là được 1 mét vuông. À, thì 1 mét vuông thì mình cuộn lại ha. Đúng đó, mình xuất đi cho khách. Nó hàng rất là chất lượng nên khách hàng cứ yên tâm khi mua hàng ở Hoa Kiển Hùng Thi chúng em nha. Đó, lúc nào cũng bán xong miếng này là phải trồng lại miếng khác để kịp giao cho khách yêu nha. Có thấy nuôi không sợ hết hàng nha cả nhà. Đó, đó quá đẹp luôn. Rồi thì mình chuẩn bị để chuẩn bị một lô hàng cỏ thật đẹp để giao tới tay quý anh chị nha. Wow. Đó, cỏ rất là dày luôn đúng không bạn? Đúng rồi, cỏ rất là dày, phải vì nó đang phát triển rất tốt nè cả nhà. Đó, cái phần bộ rễ nè, bạn thấy cái bộ rễ của cỏ nè. Wow, đó, rất là dày luôn. Quá đẹp luôn cả nhà ơi, đẹp hết sảy con bà bảy luôn. Đó, thì quý anh chị còn ngần ngại gì nhanh tay liên hệ đến bên Hoa Kiển Hùng Thi ha, với số hotline 0918708965 nha. Rồi, tiếp tục nè, theo chân chị này để mình coi quá trình bứng cỏ nha cả nhà. Đó, được lọc của khách yêu may mắn lắm thì mới được vào vườn để quay cho cả nhà coi những cái cảnh như thế này nè, là được niềm vui cũng như là niềm vinh hạnh của chúng em rất là nhiều. Cảm ơn rất là nhiều quý anh chị đã ủng hộ và tin tưởng Hùng Thi trong thời gian qua nha. Rồi chị ơi, thì chị có thể nào cho em biết á, giờ cũng là cho khách biết là cỏ này mình có thể trồng nơi nào là thích hợp và mình trồng nơi nào là đẹp nhất không ạ? À, thì bạn ơi, cỏ nhung nhật này thì mình để trồng cho sân vườn nè, những cái resort nè, hay hoặc là những cái khu du lịch để mà mình trồng để cho du khách đó, họ tham quan chụp hình. Và tạo còn mình trồng cho sân vườn á thì tạo vẻ cảnh quan cho cái ngôi nhà mình. À, thì quý vị ơi, thì ngày xưa mình nói đến cỏ thì nó đơn thuần chỉ là cỏ thôi ha. Còn bây giờ cỏ thì rất là nhiều loại luôn. Đặc biệt là cỏ nhung này rất là nhiều loại đẹp và được người dân mình được ưa chuộng rất là nhiều. Thì ngoài cỏ nhung nhật ra thì bạn còn cung cấp cỏ gì nữa không? Đó, thì ngoài cỏ nhung nhật ra thì không chỉ cỏ nhung nhật ra mình trang trí cho ngôi nhà mình thôi đâu, mà còn có loại cỏ nữa, đó là cỏ lá gừng Thái, cỏ lá gừng ta, cỏ đậu phộng, cỏ xím chi để trang trí cho những cái ngôi nhà, những cái resort hay hoặc là những cái khu nghỉ dưỡng thì quá tuyệt vời luôn đúng không bạn? Wow. Rồi quý anh chị ơi, mình trở lại với mặt cỏ nhung nha. Đây, rất là cực kỳ xanh mướt và cực kỳ thích thú. Bạn có từng nghĩ không bạn, nếu mà bạn trồng trong một cái ngôi nhà của mình á, mà có một cái thảm cỏ xanh như vậy nè, thì bạn có thích lắm không bạn? Wow, rất là thích luôn. Để em ngồi xuống cho cả nhà coi, cảm giác thích thú luôn nha cả nhà. Đó, nó rất là mềm luôn đó bạn. Buổi chiều mình gia đình mình quay quần bên nhau sau những ngày làm việc mệt mỏi căng thẳng, thì mình quay quần với con, chơi với con ở những cái khu vườn cũng rất là thích thú và ý nghĩa luôn đó cả nhà. Mình đem lại sự ấm cúng cho ngôi nhà của mình nha cả nhà ơi. Và đặc biệt là nó rất là mềm mịn, mình cho con mình chạy nhảy vui chơi mấy bé rồi cũng không sợ ảnh hưởng tới da chân của mấy bé đó nha cả nhà ơi. Rất là tuyệt vời luôn. Nó rất là mềm luôn đó bạn. Wow, rất thích ha cả nhà. Đó, thì bên Hoa Kiển Hùng Thi còn nhận cung cấp những cái giá thể như là tro nè để trồng cho cỏ nhung, và những cái mặt hàng giá thể khác như là phân rơm, tro trấu, sơ dừa và đất sạch luôn đó quý anh chị. À, thì cũng rất là tiện lợi ha, một công hai ba chuyện luôn nha cả nhà. Mua cỏ rồi có bán cho luôn, mình đặt hàng một lúc trở về mình trồng luôn và ngay.
khỏi cần phải mất thời gian đi mua chỗ này mua chỗ kia nữa cả nhà ơi, rất là tuyệt vời luôn. Rồi đó, trở lại với cỏ nhung thì bứng như vậy nha cả nhà, thì nhanh tay cả nhà có nhu cầu muốn mua thì liên hệ ngay đến Hoa Kiển Hùng Thi. Và bây giờ thì tụi em xin tạm dừng cái clip tại đây, chúc cả nhà một ngày vui vẻ mát mẻ, luôn luôn thành công trong cuộc sống, phát tài phát lộc nha.